Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục chương 6 module LCD và GLCD của môn thực hành vi điều khiển bit. Tiếp tục nội dung thứ 6, hiển thị chuỗi và ảnh trên GLCD. Bài mẫu 631. Yêu cầu của bài 631 như sau: chương trình đồng hồ kim dùng DS1307 hiển thị kim dây bên phải của GLCD. Vòng tròn lớn có tâm tại tọa độ 9232, bán kính của tâm là 31, vòng tròn nhỏ có bán kính là 22, ghi 4 số 12, 3, 6, 9 và 8 vòng tròn nhỏ, 2 vòng tròn tại tâm. Hiển thị test là dây dạng số, xem chi tiết ở hình tiếp theo. Mục đích của bài này, thứ nhất là biết tính toán quy đổi dây từ số sang kim. Thứ hai, biết sử dụng các hàm vẽ của GLCD. Thứ ba, biết vẽ sơ đồ khối, vẽ lưu đồ, vẽ kim dây. Thứ tư, biết viết chương trình và quan sát kết quả trên kit vi điều khiển. Trình tự thực hiện gồm có 5 bước. Và bây giờ sẽ đi vào bước thứ nhất, tiến hành vẽ sơ đồ khối. Từ yêu cầu của đề bài, chúng ta xây dựng sơ đồ khối gồm có vi điều khiển bit 18F4550 giao tiếp với IC thời gian thực DS1307 để đọc các thông tin thời gian thực về, rồi điều khiển GLCD 128x64 pixel hiển thị kim dây trên GLCD. Các thông số của đề bài: vòng tròn lớn có tâm là 9232, chính là vị trí này trên GLCD, có kích thước 128x64. Bán kính của vòng tròn lớn là 31. Vòng tròn nhỏ có bán kính là 22. Ghi 4 số 12, 3, 6, 9 ở tại 4 vị trí 12, 3, 6, 9 và 8 vòng tròn nhỏ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai vòng tròn tại tâm chính là hai vòng tròn này. Hiển thị test và dây dạng số. Đây chính là test và dây dạng số. Như vậy thì các thông tin chi tiết của đồng hồ kim đã được trình bày. Và bây giờ chúng ta sang bước thứ hai, tiến hành vẽ lưu đồ. Bài này có 3 lưu đồ. Đây là lưu đồ của chương trình chính, tiến hành khởi tạo các bọt vào ra, khởi tạo I2C, khai báo các mảng biến vân vân. Gọi hàm khởi tạo GLCD chế độ test. Gọi hàm khởi tạo GLCD chế độ ảnh. Gọi hàm chọn màu nền cho GLCD chính là màu xanh dương. Gọi hàm kiểm tra mã DS1307. Gọi hàm vẽ các vòng tròn cố định các con số 12, 3, 6, 9 của đồng hồ kim. Tiếp theo là tính dây nhị phân từ dây DS. Dây DS ở dạng số BCD được chuyển thành dây nhị phân. Gọi hàm vẽ kim dây và đây là lần vẽ đầu tiên khi bắt đầu. Tiếp theo là đọc thời gian thực từ DS1307, kiểm tra dây có thay đổi hay không. Sai có nghĩa rằng không thay đổi thì quay trở lại tiến hành đọc lại. Cho đến khi dây thay đổi thì lưu đồ đi theo nhánh đúng. Tính dây nhị phân từ dây DS mới. Gọi hàm vẽ kim dây và lần này thì phải xóa kim dây trước đó rồi vẽ kim dây mới sau khi dây đã tăng giá trị. Gọi hàm copy GDRAM của vi điều khiển sang GDRAM của GLCD để cập nhật dây mới trên màn hình GLCD. Gọi hàm hiển thị dây dạng số ở hàng 1 của GLCD rồi quay trở lại, lặp lại các công việc như mới vừa mô tả. Lưu đồ tiếp theo đó là lưu đồ vẽ kim dây và nó nhận về một cái biến trạng thái. Tiến hành gọi hàm khởi tạo GLCD chế độ ảnh. Kiểm tra biến trạng thái xem có bằng trạng thái xóa hay không. Nếu đúng là trạng thái xóa thì tiến hành xóa kim dây cũ. Còn nếu không phải thì lưu đồ đi theo nhánh sai. Gọi hàm tính vị trí kim dây mới vừa tăng. Đây chính là lưu đồ tính vị trí kim dây mới vừa tăng. Tiến hành gọi hàm vẽ đường thẳng kim dây mới. Vẽ lại hai vòng tròn tại tâm của kim dây. Do khi dây di chuyển thì
thì nó sẽ bị ảnh hưởng, cho nên phải cập nhật lại hai cái vòng tròn này rồi trở về lại chương trình chính. Như vậy, lưu đồ vẽ kim dây đã được giải thích xong. Trong chương trình chính có gọi lưu đồ vẽ kim dây, và trong lưu đồ vẽ kim dây có gọi lưu đồ tính vị trí kim dây. Bây giờ chúng ta sẽ đi giải thích lưu đồ tính vị trí kim dây. Trước khi tiến hành giải thích lưu đồ này thì chúng ta cần xác định kim dây là đường thẳng, có điểm thứ nhất chính là tâm của vòng tròn đồng hồ kim, được đặt tên là XTIT, và tâm này đã được cho theo đề bài. Chúng ta cần xác định điểm thứ hai để chúng ta vẽ kim dây, và điểm thứ hai này nó sẽ di chuyển thay đổi theo giá trị của dây, và chúng ta cần phải xác định điểm thứ hai. Hiện giờ chúng ta chưa xác định, nhưng chúng ta đặt tên cho điểm thứ hai là XS vẽ và YS vẽ. Trong đó X là giá trị theo trục X, Y là giá trị theo trục Y, S là second, tức là của dây, và vẽ là cái điểm này dùng để chúng ta vẽ kim dây. Khi dây tăng lên một đơn vị thì tương đương với kim dây quay một góc 6 độ. Lấy 360 độ của một vòng tròn, chúng ta chia cho 60 giây, thì khi đó một giây sẽ tương đương với 6 độ. Giả sử cho giây bắt đầu bằng 0, thì kim giây được vẽ ở vị trí tương đương với 12 giờ. Tại vị trí này thì kim giây bằng 0, tương ứng với giây bằng 0. Như vậy thì cái góc lệch so với trục X là 270 độ, tương đương với 45 giây. Khi dây DS tăng thêm một giây nữa thì kim dây quay lệch một góc là 276 độ. Tại vị trí 12 thì nó đã lệch 270 độ. Bây giờ lệch thêm 6 độ nữa nên tổng độ lệch là 276 độ. Cứ thế cho đến khi dây bằng 14 thì kim dây lệch một cái góc là 357 độ. Khi dây bằng 15 thì kim dây quay lệch đúng một vòng tròn 360 độ, kết thúc một vòng, hay 0 độ để tính cho vòng mới. Dây đang bằng 15. Nếu dây tăng thêm một nữa thì khi đó kim dây sẽ quay lệch một góc 6 độ so với trục X. Đến đây ta có thể tính toán được góc lệch của kim dây theo giá trị của dây. Lấy giá trị của dây cộng với 45. 45 đã được xác định. Rồi so sánh với 60. Nếu lớn hơn 60 thì nó bắt đầu của một chu kỳ đếm dây mới, nên trừ đi cho 60. Còn ngược lại, nó không lớn hơn 60 thì nó còn nằm trong chu kỳ đếm dây hiện tại. Khi đó lấy kết quả nhân với 6 để tính góc tương ứng. Những gì mới vừa trình bày đã được thể hiện trong lưu đồ. Lấy dây cộng với 45, gán cho biển thời gian dây 45, so sánh xem có lớn hơn 60 hay không. Nếu lớn hơn 60 thì trừ cho 60, còn không phải thì lưu đồ đi theo nhánh sai. Đến đây lấy thời gian dây 45 nhân với 6, ta sẽ được góc, và góc này là góc của dây, được đặt tên là góc S. Tiếp theo chúng ta hãy quan sát cái hình này. Đây chính là vòng tròn có bán kính đã cho và tâm là XTIT cũng đã cho theo yêu cầu của đề bài. Và chúng ta mới vừa tính được cái góc lệch này. Nhiệm vụ của chúng ta là căn cứ vào góc lệch, bán kính và tâm để đi xác định cái điểm cuối cùng của dây là X vẽ và Y vẽ. Chúng ta áp dụng các công thức lượng giác, hàm cos và hàm sin, chúng ta sẽ tính được X tính và Y tính. Trong hình này được đặt tên là X tính và Y tính, nhưng chúng ta sẽ áp dụng cho dây thì khi đó chúng ta đặt tên mới là XS tính và YS tính. Đến đây chúng ta đã xác định được điểm thứ hai của kim dây, nhưng do tâm của vòng tròn
Có tọa độ XTIT không phải là không không, cho nên chúng ta phải tiếp tục đi tính thêm một lần nữa để có giá trị XS vẽ và YS vẽ theo tọa độ tâm XTIT và XS tính, YS tính. Như vậy chúng ta sẽ có điểm thứ hai sau khi tính xong là XS vẽ và YS vẽ. Và những gì chúng ta mới vừa trình bày được thể hiện trong lưu đồ. Sau khi có góc F, chúng ta tiến hành tính XS tính theo góc F, YS tính theo góc S, sử dụng các hàm cos và sin lượng giác. Rồi lại đi tính XS vẽ theo XS tính và XT, tính YS vẽ theo YS tính và YT. Kết thúc. Như vậy đến đây lưu đồ để mà tính vị trí của kim dây. Nó chính xác hơn là đi tính điểm thứ hai của kim dây đã được trình bày xong. Sang bước thứ ba, tiến hành viết chương trình. Tạo file có tên là bài 631GLCD kim dây tv.c để lưu các hàm cho bài 631 này. Ba hàng đầu tiên là định nghĩa XT có giá trị 96, YT có giá trị 32, bán kính dây có giá trị là 20. Khai báo các biến XS vẽ, YS vẽ, thời gian S45, kiểu số nguyên 16 bit có dấu. Khai báo các biến XS tính, YS tính, góc S, kiểu số thật. Tiếp theo là hàm GLCD vẽ các vòng tròn số. Khai báo các mảng có tên là GLCD test 1, có chuỗi clock UTE, có chức năng hiển thị chuỗi này lên trên màn hình. GLCD 12 chính là con số 12. GLCD 3, 6, 9. Các cái mảng này dùng để hiển thị trên đồng hồ kim. Gọi hàm khởi tạo GLCD, chế độ hình ảnh. Chọn màu nền là không, chính là màu xanh dương. Gọi hàm GLCD test 57 hiển thị chuỗi GLCD test 1, chính là chuỗi clock UTE trên màn hình LCD. Tiếp theo gọi hàm GLCD test 57 để hiển thị con số 12, 6, 9, 3 trên màn hình LCD của cái đồng hồ kim này. Gọi hàm vẽ vòng tròn có tâm là XTIT, bán kính dây cộng với 11 chính là cái vòng tròn bên ngoài, và chọn chế độ là no fill, màu sáng chính là màu trắng, tương tự cho vòng tròn thứ hai là vòng tròn ở bên trong. Và tiếp tục gọi hàm GLCD circle để vẽ 8 cái vòng tròn như trong hình này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tương đương với 8 lệnh này. Như vậy, chương trình con này đã được giải thích xong, có chức năng là hiển thị các cái chuỗi, các vòng tròn, các con số cố định trên GLCD. Đây là chương trình con tính vị trí kim dây, chính là tính vị trí XS vẽ, YS vẽ mà chúng ta đã trình bày khi giải thích phần lưu đồ này, và những gì được viết ở đây theo đúng lưu đồ. Đầu tiên lấy biến thời gian cộng với 45 gắn cho biến thời gian dây 45. Rồi nếu nó lớn hơn 60 thì chúng ta trừ nó đi cho 60. Sau đó tính ra góc S bằng thời gian dây 45 nhân với 6. Từ giá trị của góc S này chúng ta đổi thành radian và tính cos của góc mới vừa đổi nhân với bán kính thì chúng ta sẽ được YS tính. Tương tự chúng ta lấy góc vừa rồi chúng ta tính sin rồi nhân với bán kính ta sẽ được YS tính. Sau khi có hai giá trị này rồi chúng ta sẽ làm tròn nó thành số nguyên 16 bit có dấu. Cộng với XT ta sẽ được XS vẽ và cộng với YT ta sẽ được YS vẽ. Tiếp theo là chương trình con GLCD vẽ kim dây. Tiến hành gọi hàm khởi tạo GLCD, rồi kiểm tra biến trạng thái, nếu bằng 1 thì gọi hàm GLCD line XTIT, X vẽ, Y vẽ, tắt, tức là xóa giá trị dây hay là xóa kim dây đã hiển thị trước đó. Rồi gọi hàm tính vị trí kim dây mới,
rồi lại gọi hàm vẽ kim dây mới, rồi gọi hàm vẽ hai cái vòng tròn tại tâm để cập nhật. Như vậy chương trình này được viết đúng theo lưu đồ này, và lưu đồ này đã được giải thích. Đây là hàm GLCD đồng hồ số, khai báo một cái mảng chứa các con số từ 0 đến 9. Gọi hàm GLCD Common, GLCD Test Mode, tức là khởi tạo GLCD ở chế độ hiển thị test. GLCD Common, GLCD Red Line 1 cộng 2, khởi tạo địa chỉ ở hàng 2. GLCD Data, lấy dây DS chia cho 16 để tách hàng chục dây dạng số BCD, rồi lấy mã ASCII tương ứng gửi ra LCD để hiển thị hàng chục dây, thực hiện tương tự cho hàng đơn vị dây. Và như vậy đây chính là chương trình con hiển thị dây hai số, hàng chục dây và hàng đơn vị dây dạng số trên GLCD. Như vậy toàn bộ chương trình con đã được giải thích xong. Bây giờ tạo file bài 631 GLCD kim dây.c để lưu chương trình chính. Hàng đầu tiên là khai báo thư viện kit vi điều khiển biton.c. Hàng thứ hai là khai báo thư viện của GLCD. Hàng thứ ba là khai báo thư viện Rapid. Hàng thứ tư là khai báo thư viện bài 631 GLCD kim dây tv.c mới vừa trình bày xong. Khai báo biến dây tạm, dây nhị phân. Chương trình chính tiến hành gọi hàm setup board, gọi hàm khởi tạo GLCD chế độ test mode delay 10 ms, gọi hàm khởi tạo GLCD chế độ hình ảnh, gọi hàm màu nền chọn 0 chính là màu xanh dương, gọi hàm kiểm tra mã DS1307, gọi hàm GLCD vẽ các vòng tròn và số cố định, tiến hành tính dây DS dạng số BCD chuyển thành dây nhị phân gắn cho biển dây pin. Gọi hàm GLCD vẽ kim dây với thông số là bán kính dây, dây pin và 0, tức là không có xóa dây. Đây chính là hàm vẽ kim dây cho lần đầu tiên. Gắn dây DS bằng 0x60. Vòng lặp quay true, tiến hành gọi hàm DS1307 đọc thời gian thực từ DS, kiểm tra dây tạm xem có khác dây DS hay không. Nếu không khác thì không làm gì cả, còn nếu khác thì tiến hành cập nhật dây DS cho dây tạm, chuyển dây DS dạng số BCD thành dây nhị phân gắn cho biển dây pin, gọi hàm GLCD vẽ kim dây với các thông số là bán kính dây, dây nhị phân mới vừa tính và hằng số là 1. Hằng số 1 này khác với hằng số 0 này. Hằng số 1 ở đây sẽ yêu cầu chương trình con này tiến hành xóa dây cũ rồi tính toán vẽ dây mới. Cuối cùng là gọi hàm GDRAM vi điều khiển tu GDRAM của GLCD để cập nhật toàn bộ những gì thay đổi ra màn hình GLCD, và khi đó bạn sẽ thấy được kim dây trước đó đã xóa đi và kim dây mới đã được cập nhật. Gọi hàm GLCD đồng hồ số để hiển thị dây dạng số trên GLCD. Như vậy, toàn bộ chương trình đã được giải thích xong. Bây giờ sang bước thứ tư, tiến hành biên dịch, rồi nạp code vào vi điều khiển. Sang bước thứ năm, quan sát kết quả kim dây trên kit vi điều khiển. Đây là vi điều khiển bit IC thời gian thực DS1307 giao tiếp theo chuẩn I2C, màn hình GLCD 128x64. Và bây giờ mời các bạn quan sát. Như vậy chúng ta đã thấy kim dây của đồng hồ kim
và đồng hồ số đã di chuyển và đồng bộ với nhau. Như vậy thì bài mẫu 631 đã thực hiện xong. Đây cũng là một bài đầu tiên khá phức tạp, chỉ có hiển thị kim giây. Mục đích là làm cho nó đơn giản để các bạn dễ hiểu. Và các bạn xem có vấn đề gì chưa rõ thì mời các bạn đặt câu hỏi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và mời các bạn tiến hành thực hành bài mẫu 631 này.